Tối ngày 9 tháng 3, buổi công chiếu Kong Skull Island, phim Hollywood đầu tiên được quay ở Việt Nam, chính thức diễn ra. Sự kiện có sự góp mặt của đông đảo các nghệ sĩ nổi tiếng như Hà Hồ, Hà Anh. Một sự cố bất ngờ diễn ra là sân khấu tổ chức chương trình bốc cháy. Khách mời có mặt hoảng loạn chạy ra ngoài, trong đó có nữ hoàng giải trí Hồ Ngọc Hà, Lan Khuê. Tại sự kiện có màn múa lửa, do lửa bắt vào bức tượng giả được xây nên bùng lên cháy sân khấu được dàn dựng 1 tỷ đồng. MC Hà Anh khi đó đang vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng có mặt để giải quyết. Đám cháy chỉ gây thiệt hại về tài sản chứ không gây thiệt hại lớn về người. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.